Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Ngày mùng 5 tháng 11, ở nước Mỹ sẽ có cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 60. Cử tri ở Mỹ sẽ lựa chọn giữa cựu tổng thống Donald Trump thuộc phe Đảng Cộng hòa và phó tổng thống đương nhiệm Kamala Harris thuộc phía Đảng Dân chủ để bầu chọn ra tổng thống thứ 47 cho nước Mỹ. Bà Harris sẽ làm nên lịch sử cho nước Mỹ nếu trở thành nữ tổng thống đầu tiên và lại còn là người da màu và có nguồn gốc xuất thân từ nước ngoài. Ông Trump cũng sẽ làm nên lịch sử ở Mỹ nếu lại đắc cử tổng thống khi thành công hai lần trong 3 lần liên tiếp ứng cử tổng thống Mỹ. Cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở nước Mỹ còn được coi là có tính lịch sử trên cả một số phương diện khác, chẳng hạn như vì quan điểm của ông Trump và bà Harris thể hiện trong cương lĩnh tranh cử của họ không chỉ khác nhau mà còn trái ngược nhau và tương đồng nhau chỉ rất ít. Ông Trump nay không còn là Tổng thống Mỹ ở thời cách đây 4 năm trong khi bà Harris không phải là bản sao của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden về quan điểm chính sách và cách thức cập quyền. Nhìn vào kết quả các cuộc thăm dò dư luận ở nước Mỹ trong thời gian qua và trong những ngày qua thì bức tranh chung là ông Trump và bà Harris bám đuổi nhau rất quyết liệt và khoảng cách giữa họ rất si sao. Ai cũng có thể đắc cử và thất cử nhưng kết quả thăm dò dư luận ở Mỹ về bầu cử Tổng thống hiện không còn đáng được tin cậy nhiều nữa cùng với cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 4 năm tháng 11 còn có cuộc bầu chọn lại toàn bộ 435 thành viên Hạ viện, 34 trong số 100 thành viên Thượng viện, thống đốc ở 15 bang và trưng cầu dân ý về một số nội dung cụ thể ở 7 bang. Cứ theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận trong thời gian vừa qua ở Mỹ, thì triển vọng thắng cử của phe Đảng Dân Chủ trong bầu cử Hạ viện và Thượng viện không sáng sủa bằng của phía Đảng Cộng Hòa. Cuộc bầu cử Tổng thống năm nay ở nước Mỹ đầy kịch tính, cả những tháng ngày sau đấy cho tới khi Tổng thống đắc cử chính thức nhậm chức cũng sẽ vậy vì ông Trump có thể sẽ không chịu công nhận thất cử nếu bị thất cử. Còn nếu người này lại đắc cử thì sẽ làm cho chính quyền của ông Joe Biden và bà Harris tê liệt trong những ngày tháng cầm quyền còn lại. Dù ai rồi đây trở thành tổng thống mới của nước Mỹ thì cả thế giới bên ngoài cũng sẽ bị tác động rất mạnh mẽ với nhiều khác biệt so với ở thời nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của ông Biden. Ông Trump chắc chắn sẽ nhanh chóng xóa bỏ hoặc đảo ngược những đường lối, chính sách mà ông Biden đã thực hiện. Bà Harris nếu lên cầm quyền chắc rồi cũng chỉ kế thừa và tiếp nối một số mảng chính sách riêng lẻ, chứ không phải tất cả từ người tiền nhiệm. Nước Mỹ hiện ở trước một ngã ba đường, mà rẽ vào đường nào thì cũng có rất nhiều bất định ở phía trước, bất định cả với nước Mỹ và cả với thế giới ở bên ngoài nước Mỹ. Trong một diễn biến khác, ngày 1 tháng 11, tờ New York Times viết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trông mệt mỏi và căng thẳng, lo lắng về những thất bại trên chiến trường của quân đội mình cũng như cuộc bầu cử Mỹ. Khi ông gặp giới chức Mỹ tại Kiev vào tuần trước, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng tinh thần xa sút thiếu quân tiếp viện và không có khả năng đánh bại lực lượng Nga. Tờ Tham dẫn lời một thiếu tá Ukraine đồn trú tại biên giới gần tỉnh Kursk của Nga nói rằng quân đội Ukraine liên tục mất các vị trí đã chiếm nóng trước đó, trong khi lực lượng Nga có lợi thế về quân số và pháo binh. Tuy nhiên, theo tờ New York Times, giới chức Mỹ tin rằng Ukraine sẽ có cơ hội khai thác điểm yếu của Nga nếu viện trợ từ Washington vẫn mạnh cho đến mùa hè năm sau quân đội Nga đã liên tục giành được nhiều chiến thắng trong những tháng gần đây sau khi chiếm được thị trấn khai thác mỏ Uleda được bảo vệ nghiêm ngặt ở Donbass vào đầu tháng trước. Tổng thống Zelensky ngày càng tỏ ra lo lắng trong suốt quá trình xung đột, thừa nhận vào đầu năm nay rằng Kiev thực sự đã trở thành con tin của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cực kỳ khó lường. Hồi đầu tháng 7, ông Zelensky thúc giục các nước hậu thuẫn Kiev tăng cấp đôi nỗ lực và giúp chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Bầu cử Mỹ 2024 hai ứng cử viên đối đầu trong trận đua nước rút cuối cùng. Trong khi bà Harris kêu gọi sự đoàn kết và cảnh báo về mối đe dọa cho nền dân chủ, ông Trump tiếp tục thúc đẩy chính sách nước Mỹ trên hết với những tuyên bố mạnh mẽ về cải tổ chính quyền. Theo AFP, ngày mùng 2 tháng 11, bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang bước vào tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ căng thẳng nhất thời hiện đại, với một loạt các cuộc meeting ở các bang giao động sẽ thử thách sức bền của họ và khả năng thuyết phục những cử tri còn do dự cuối cùng lịch trình vận động tranh cử của cả hai ứng viên đều dày đặc tại các bang chiến địa như georgia bắc carolina michigan virginia và pennsylvania đáng chú ý tại milwaukee wisconsin hai ứng viên đã tổ chức các cuộc meeting chỉ cách nhau vài km vào cuối tuần bà harris người nỗ lực để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của mỹ đang sử dụng các cuộc meeting ở georgia bắc carolina và michigan để truyền tải thông điệp của bà rằng ông Trump là mối đe dọa với nền dân chủ Mỹ. Bà Harris đang tập trung vào chiến lược kêu gọi các cử tri trung dung và thúc đẩy người ủng hộ đi bỏ phiếu thông qua các hoạt động vận động thực địa. Tại Little Chute, Wisconsin, bà đã chỉ trích ông Trump là người ngày càng bất ổn, bị ám ảnh bởi sự bất bình. Chiến dịch của Harris còn được hỗ trợ bởi nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jennifer Lopez, Cardi B, Beyoncé và Bruce Springsteen. Tại Milwaukee, nữ ca sĩ rap Cardi B đã cùng bà Harris kêu gọi cử tri tạo nên lịch sử. Trong khi đó, ông Trump, 78 tuổi, người từng thua cuộc năm 2020 và là ứng viên tổng thống đầu tiên bị truy tố, đang theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết với những đề xuất cải tổ chính phủ theo hướng cánh hữu và các chính sách thương mại quyết liệt. Tại Warren, Michigan, ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ nền kinh tế dưới thời Biden-Harris điều mà các nhà kinh tế không đồng tình với nhận định này và cảnh báo rằng một cuộc suy thoái kinh tế theo kiểu năm 1929 sẽ xảy ra nếu bà Harris được bầu. Trong bối cảnh căng thẳng trước thềm bầu cử, nhiều doanh nghiệp tại thủ đô Washington DC đã bắt đầu đóng cửa phòng ngừa sau khi chính quyền thành phố cảnh báo về khả năng xảy ra tình trạng bất ổn khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua đang diễn ra hết sức gay cấn, đặc biệt tại 7 bang chiến địa có khả năng quyết định kết quả cuối cùng thông qua hệ thống đại cử tri đoàn của Mỹ. Theo cuộc thăm dò mới nhất của CNN, tại Georgia, ông Trump dẫn trước với 48% so với 47% của bà Harris. Ngược lại tại North Carolina, Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước một điểm phần trăm. Đáng chú ý, bà Harris nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri da đen, 78% tại North Carolina và 84% tại Georgia, và cử tri da trắng có bằng đại học. Trong khi đó, ông Trump được ủng hộ nhiều bởi cử tri da trắng không có bằng đại học, đặc biệt tại Georgia với tỷ lệ lên tới 81%. Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 11 tới, với điểm nhấn là các cuộc meeting cuối cùng của ông Trump tại Grand Rapids, Michigan và của bà Harris tại Philadelphia, Pennsylvania vào đêm ngày 4 tháng 11. Bà Harris phản ứng nhanh như chớp nếu ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm. Đảng Dân Chủ đang chuẩn bị cho phản ứng nhanh như chớp để làm tràn ngập mạng xã hội và sóng phát hành bằng lời kêu gọi dư luận bình tĩnh và kiên nhẫn chờ kết quả kiểm phiếu cuối cùng phòng trường hợp đối thủ Donald Trump tuyên bố chiến thắng sớm như ông đã làm năm 2020. Trong tuần này, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói với báo chí rằng ông hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng vào ngày bầu cử ngày 5 tháng 11, dù thực tế có thể mất nhiều ngày sau mới có thể biết kết quả cuối cùng, đặc biệt trong trường hợp có yêu cầu kiểm phiếu lại ở một số khu vực quan trọng ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang cạnh tranh rất sát sao ở các bang chiến trường, với mức tranh chỉ nằm trong khoảng sai số của các cuộc khảo sát. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử của Mỹ thường được các hãng truyền thông lớn tuyên bố dựa trên phân tích số liệu phiếu do các quan chức bầu cử cung cấp. Đôi khi ứng viên tuyên bố chiến thắng trước khi có kết quả dự kiến được báo chí công bố, nhưng điều đó trở thành bất thường trước khi tình hình trở nên rõ ràng. Thật đáng buồn là chúng tôi đã sẵn sàng nếu ông ấy làm vậy. Nếu chúng tôi thấy ông ấy thực sự đang thao túng báo chí và cố thao túng dư luận Mỹ, chúng tôi đã chuẩn bị để phản ứng. Bà Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC ngày 30 tháng 10, bà Harris không nêu cụ thể những chuẩn bị đó, nhưng sáu quan chức của Đảng Dân chủ và nhóm hỗ trợ của bà cho biết, cuộc chiến ban đầu chống lại bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào của ông Trump sẽ diễn ra trên mặt trận dư luận. Họ đã chuẩn bị để đăng tràn ngập các phương tiện truyền thông xã hội và sóng truyền hình lời kêu gọi phải kiểm tất cả phiếu bầu trước khi công bố người chiến thắng. Ngay khi ông ấy tuyên bố chiến thắng một cách gian dối, chúng tôi sẵn sàng lên truyền hình để nói sự thật và khai thác mạng lưới rộng lớn những người có thể ảnh hưởng để phản đối điều đó. Một quan chức cấp cao của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ cho biết, một thành viên cấp cao trong nhóm hỗ trợ bà Harris cho biết, hoàn toàn có khả năng ông Trump sẽ tuyên bố chiến thắng một cách gian dối vào đêm ngày 5 tháng 11, trước khi tất cả các phiếu bầu được kiểm đầy đủ. Năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng vào sáng sớm sau ngày bầu cử, 3 ngày trước khi các mạng truyền hình đưa ra kết quả dự kiến đầu tiên. Cuối cùng, ông Trump đã thua đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden. Ông Trump chưa bao giờ chấp nhận kết quả và vẫn tiếp tục nói rằng chiến thắng của ông năm đó đã bị đánh cắp. Nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump nói với Reuters rằng ứng cử viên của Đảng Cộng hòa sẽ đấu tranh cho tất cả các phiếu bầu cho đến khi các điểm bầu cử đóng cửa nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông Trump có ý định tuyên bố chiến thắng một lần nữa trước khi kết quả được công bố hay không. Bầu cử Tổng thống Mỹ, 5 yếu tố quyết định trong cuộc độ sức Trump-Harris Vài ngày trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ, mùng 5 tháng 11, cuộc so găng giữa ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris vẫn đang hết sức gay cấn tại Le Poi, Pháp. Chỉ ra năm yếu tố được xem là có vai trò quyết định đến sự thành bại của hai ứng cử viên này. Sau hơn 3 tháng tiến hành chiến dịch tranh cử cấp tốc, cả ông Trump và bà Harris đã kết thúc trận nước rút với kết quả khá cân bằng, hòa nhau trong các cuộc thăm dò cả trên toàn quốc và ở bảy bang xoay chiều. Tuy nhiên, theo Lepoy, có 5 yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đối với bà Harris và ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Trước hết, là sự tham gia bỏ phiếu của cử tri đây là yếu tố mà các cơ quan bầu cử khó lường nhất ông trump có cái mà các nhà khoa học chính trị mỹ gọi là sàn cao mức trần thấp sàn bầu cử cao bởi khẩu hiệu làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại luôn có động lực đặc biệt tuy nhiên mức trần hay là điểm tối đa của khẩu hiệu này cho đến nay vẫn còn thấp bởi đa số người mỹ từ chối nó năm nay tình hình đã thay đổi ông trump được kỳ vọng sẽ giành được sự tiến bộ trên toàn quốc đặc biệt nhờ vào những thắng lợi của ông ở các bang đông dân như Florida, New York và California, nhưng ở ba bang quan trọng nhất, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu càng cao thì bà Harris càng có nhiều cơ hội chiến thắng. Yếu tố thứ hai có thể tác động đến kết quả bầu cử là sự phân chia giới tính ở cộng đồng người Mỹ gốc Latin hoặc gốc Phi vốn đã tồn tại từ thập niên 1980 và dần được mở rộng. Ở các bang chiến địa, ông Trump đang giành thế áp đảo trước bà Harris khi nhận được sự ủng hộ của cử tri Nam giới với khoảng cách từ 12 điểm Pennsylvania đến 35 điểm Bắc Carolina. Ngược lại, bà Harris dẫn đầu với khoảng cách từ 13 điểm Georgia đến 25 điểm Bắc Carolina khi nhận được sự ủng hộ của cử tri nữ. Điểm mới trong năm nay là sự đột phá của ông Trump khi thu hút được cử tri nam trẻ tuổi, người Mỹ gốc Latin hoặc gốc Phi. Họ bị quyến rũ bởi hình ảnh một doanh nhân và đánh giá rằng đảng dân chủ đã đi quá xa về các vấn đề xã hội nước mỹ đã chuyển từ bầu cử chủng tộc sang bầu cử giai cấp tiêu chí quyết định nhất hiện nay là trình độ học vấn người ít có bằng cấp yêu thích ông trump người có trình độ học vấn cao hơn lại nghiêng về ứng cử viên nữ harris sự tham gia bỏ phiếu của cộng đồng người mỹ gốc ả rập và hồi giáo ở bang michigan là yếu tố thứ ba tác động lớn đến thành công của mỗi ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ sự nổi dậy của cộng đồng người ả rập hồi giáo ở gaza đã khiến ông Joe Biden mất 100.000 phiếu bầu ở Michigan. Nếu có quá nhiều cử tri bỏ rơi bà Harris để ủng hộ ứng cử viên đảng xanh Jill Stein, bang Michigan có thể lật ngược thế cờ. Còn nhớ, ông Trump từng thắng với cách biệt 10.700 phiếu vào năm 2016 và thua 154.000 phiếu vào năm 2020 ở chính bang Michigan. Nếu để thua ở Michigan, bà Harris cần phải giành chiến thắng ở một bang miền Nam khác. Yếu tố thứ tư nằm ở những ưu tiên của người Mỹ hai phần ba người Mỹ tin rằng đất nước đang đi sai hướng, nhưng họ không đồng ý rằng phó tổng thống sắp mãn nhiệm Harris hay cựu tổng thống Trump là người phù hợp nhất để thể hiện sự thay đổi. Cử tri sẽ bỏ phiếu về bốn vấn đề chính: kinh tế, nhập cư, bảo vệ việc phá thai và bảo vệ nền dân chủ. ứng cử viên Donald Trump chiếm ưu thế phần lớn ở biên giới, nhưng vị trí dẫn đầu của ông về chi phí sinh hoạt đã thu hẹp lại. Ngược lại, bà Harris dẫn đầu về phá thai nhưng lại kém hơn một chút về việc bảo vệ thể chế. Yếu tố then chốt cuối cùng nằm trong tay của một phần mười cử tri Mỹ, những người vẫn do dự chưa biết bỏ phiếu cho ai. Tính cách của ông Trump cũng như sự mơ hồ trong cam kết tranh cử của bà Harris khiến họ chưa biết nghiêng với ai. Trước đó, yếu tố những người do dự là yếu tố quyết định trong chiến thắng của ông Trump trước bà Hillary Clinton năm 2016. Ngoài năm yếu tố trên, vẫn còn một yếu tố nhỏ khác, đó là tác động của việc kết thúc chiến dịch tranh cử của ông Trump. Lời hùng biện độc đoán của ông có thể khiến một số cử tri độc lập sợ hãi và trò đùa phân biệt chủng tộc về Puerto Rico từ một trong những người ủng hộ ông Trump có thể khiến ứng viên Đảng Cộng Hòa phải trả giá đắt trong cộng đồng người Mỹ gốc Latin ở bang Pennsylvania. Một điều cần lưu ý rằng là ai thắng ở Pennsylvania sẽ có cơ hội rất cao để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Những yếu tố quyết định cuộc đua kịch tính ở 7 bang chiến trường Các bang chiến trường thay đổi theo thời gian khi xu hướng kinh tế và nhân khẩu học của nước Mỹ thay đổi, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là sự kiện lớn với quy trình bỏ phiếu qua thư bắt đầu vài tuần trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 11. Bỏ phiếu trực tiếp diễn ra từ ngày mùng 5 tháng 11 tại thị trấn nhỏ Dixville Notch của bang New Hampshire và tiếp tục cho đến khi kết thúc vào 7 giờ tối theo múi giờ Hawaii Aleutian, chậm hơn 10 giờ so với giờ chuẩn Greenwich, tức là vào ngày hôm sau ở miền Đông. Tuy nhiên, trong hệ thống của Mỹ số phiếu phổ thông không quyết định kết quả bầu cử mỗi bang nhận được một số phiếu nhất định dựa trên quy mô của từng bang gọi là đại cử tri đoàn những phiếu đại cử tri được chia cho từng bang và ở tất cả các bang ngoại trừ maine và nebraska nơi người chiến thắng phiếu phổ thông sẽ được tất cả phiếu đại cử tri vì nhiều tiểu bang trung thành bỏ phiếu cho đảng dân chủ hoặc cộng hòa trong các cuộc bầu cử tổng thống trước đây nên kết quả cuối cùng thường phụ thuộc vào một số ít nơi có sự cạnh tranh gọi là các bang chiến trường năm nay Bảy bang được coi là chiến trường, nhóm đó bao gồm những nơi từng là thủ phủ sản xuất lâu đời nhưng gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thế kỷ 21. Các bang ở phía Nam đang phát triển nhanh chóng, nơi từng là thành trì của Đảng Cộng hòa nhưng ngày càng trở nên đa dạng. Cả 7 bang đều có những thay đổi về nhân khẩu học liên tục, từ đó có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Năm 2020, trong số 538 phiếu bầu đại cử tri đoàn các bang chiến trường chiếm 94 phiếu, tức là chưa đến 20%, nhờ chiến thắng xích sao ở Arizona, Nevada và Georgia. Ứng viên Joe Biden năm đó giành được 302 phiếu đại cử tri đoàn. Các bang chiến trường cũng thay đổi theo thời gian, khi xu thế kinh tế và nhân khẩu học của đất nước thay đổi. Ví dụ, Florida và Ohio từng là nơi cạnh tranh quyết liệt trong các cuộc bầu cử trước đây, nhưng hiện nay nghiêng về đảng Cộng Hòa, thay đổi về nhân khẩu học, cũng đưa các bang phía Nam như Bắc Carolina và Georgia vào tay đảng dân chủ các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua xích sao giữa phó tổng thống kamala harris và cựu tổng thống donald trump ở những bang chiến trường năm nay mô hình bỏ phiếu từ các cuộc bầu cử trước đây cho thấy lý do nhóm bang chiến trường được các ứng viên cực kỳ coi trọng và đầu tư để vận động đảng dân chủ có thể dựa vào nhóm ủng hộ các giá trị tiến bộ ở new england và bờ tây để giành chiến thắng ở đó trong khi đảng cộng hòa nhận được sự ủng hộ vững chắc trên khắp các bang bảo thủ hơn ở miền nam chiến thắng của ông Trump ở Michigan và Wisconsin năm 2016 đặc biệt gây ngạc nhiên đối với phe Dân Chủ vì họ tin tưởng vào thành tích đáng kể của họ ở những khu vực mà họ có sự hiện diện mạnh mẽ trong các nghiệp đoàn. Cả hai bang đều chuyển sang ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và sẽ đóng vai trò trung tâm trong cuộc bầu cử năm nay. Gây cấn cuộc đua vào Nhà Trắng vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức, hai ứng cử viên hàng đầu hiện nay gồm Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang tiếp tục nỗ lực thuyết phục cử tri tại các tiểu bang chiến trường. Các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc đang cho thấy một cuộc đua xích sao giữa hai ứng viên. Các nhà nghiên cứu Mỹ thống kê, tính đến ngày 30 tháng 10, đã có hơn 57,5 triệu cử tri nước này đi bỏ phiếu bầu Tổng thống. Theo Phòng Nghiên cứu Bầu cử thuộc Đại học Florida, trong số gần 58 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu, hơn 30 triệu người trực tiếp đến các điểm bầu cử sớm và khoảng 27 triệu người chọn hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện. Nếu như trong tháng 9, các tham dò cho thấy khả năng 48% số cử tri sẽ bầu cho Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên đại diện cho Đảng Dân Chủ, và 47% cho cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng hòa. Tỷ lệ này hiện ngang nhau trong kết quả thăm dò toàn quốc do CNN, SS AS thực hiện từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 với 47% chia đều cho mỗi bên. Kết quả thăm dò cũng chỉ ra rằng phần lớn cử tri 85% đã xác định ứng cử viên mà họ sẽ ủng hộ từ đầu chiến dịch và chỉ có 15% số cử tri thay đổi quyết định trong quá trình diễn ra, cho thấy sự ổn định trong lựa chọn của các cử tri Mỹ. Chỉ còn 2% vẫn chưa đưa ra quyết định và 9% cho biết có thể thay đổi lựa chọn trước khi bỏ phiếu. Hiện tại, không chỉ trong cuộc thăm dò của CNN, hàng loạt cuộc thăm dò khác đều cho thấy cuộc cạnh tranh đang ở thế giằng co. Bà Harris không thể đột phá hẳn lên trên đường đua tới nhà trắng. Một cuộc thăm dò được Reuters, IPSOS công bố hôm ngày 29 tháng 10 cho thấy, thế dẫn đầu của bà Harris trước ông Trump đã bị thu hẹp, lần lượt là 44% so với 43% trong số cử tri đã đăng ký. Phó tổng thống Harris đã dẫn trước ông Trump trong mọi cuộc thăm dò của Reuters IPSOS kể từ khi bà tham gia cuộc đua vào tháng 7, nhưng lợi thế của bà đã giảm dần kể từ cuối tháng 9. Kể từ ngày 1 tháng 10 đến nay, lợi thế dường như đang hơi nghiêng về phía ông Trump, dù chưa thực sự rõ ràng. Giữa bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông có nguy cơ lan rộng, Phó tổng thống Harris đang đối mặt với một loạt thách thức lớn khi phải điều chỉnh thông điệp của mình để phù hợp với tình hình phức tạp hiện tại. Sự leo thang giữa Israel và Iran đã khiến bà Harris phải làm rõ lập trường của chính quyền tổng thống Joe Biden trong việc bảo vệ đồng minh truyền thống, đồng thời không bỏ qua nỗi đau của người dân Gaza. Đây thực sự là một bài toán khó khi bà không chỉ cần thể hiện sự hỗ trợ cho Israel mà còn phải tìm cách thể hiện lòng cảm thông với những người dân đang phải chịu hậu quả nghiêm trọng từ

bà harris đã cố gắng vận động cử tri trên nhiều diễn đàn khác nhau từ các buổi nói chuyện với cộng đồng người mỹ gốc ả rập cho đến các chương trình truyền hình lớn theo đó cộng đồng người mỹ gốc ả rập đã có những phản ứng trái chiều đối với cách tiếp cận của bà harris một số thành viên trong cộng đồng này đã chỉ trích rằng do bà harris không đủ mạnh mẽ trong việc đề nghị chính quyền tổng thống biden thực hiện các biện pháp có sức nặng hơn để ngăn chặn sự leo thang của xung đột trong lá thư gửi cho bà harris những cử tri hồi giáo và người mỹ gốc ả rập nói rằng Bà đừng bận tâm vì bà không phải kẻ xấu ít hơn trong hai kẻ xấu. Đồng thời kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên của bên thứ ba. Mà dù không nêu cụ thể bất kỳ ai, hồi đầu năm nay, tổ chức Abandon Harris đã ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng Sanjinstein. Ông Trump hiện đang dẫn trước bà Harris với số cử tri Ả Rập trên toàn quốc. 45% so với 43%. Theo cuộc thăm dò của Arab News Jugor công bố tuần trước, con đường rõ ràng nhất để bà Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới sẽ là bà buộc phải thắng ở cả ba bang bức tường xanh để ngăn ngừa khả năng có kết quả gây sốc ở những bang khác. Trong khi đó, con đường hiệu quả nhất để ông Trump thu thập đủ 270 phiếu đại cử tri, qua đó trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ, sẽ là giành chiến thắng tại bang North Carolina và georgia đồng thời xoay chuyển cục diện ở pennsylvania với tỷ lệ ủng hộ dành cho hai ứng cử viên tổng thống mỹ không tranh lệch nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận kết quả cuộc đua vào nhà trắng năm nay khó đoán định tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng vì hai bên đang bám đuổi xích sao cho nên chỉ những thay đổi nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt trong khi đó chính trường mỹ luôn tiềm ẩn diễn biến bất ngờ có thể làm lệch cán cân giữa hai ứng cử viên và thay đổi cục diện cuộc đua bầu cử Mỹ 2024, nhà phân tích chỉ ra những dấu hiệu bà Harris có thể giành chiến thắng rõ như ban ngày. Nhà phân tích dữ liệu và dự báo của CNN, Harry Anton trích dẫn tỷ lệ ủng hộ bà Harris và phá tai là vấn đề chính trong cuộc bầu cử năm 2024 cho biết, nếu Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng, các dấu hiệu đã rõ ràng như ban ngày. Năm ngày trước cuộc đua giành chức Tổng thống vô cùng căng thẳng, bà Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang vận động sự ủng hộ vào phút chót để xoay chuyển cuộc bầu cử, vốn vẫn còn chưa chắc chắn. Nhà phân tích Anton đã trích dẫn hai điểm chính mà ông tin rằng cho thấy bà Harris sẽ thắng cử tổng thống vào tuần tới. Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi ông nói gần như ngược lại rằng nếu Trump thắng, các dấu hiệu từ đầu đã rõ ràng. Trên CNN sáng 31 tháng 10, ông Anton cho biết bà Harris chỉ đơn giản là được ưa chuộng hơn ông Donald Trump. Ông Anton lưu ý rằng tỷ lệ ủng hộ song của bà Harris cao hơn ông Trump là một lý do khiến bà có khả năng giành chiến thắng. Ông trích dẫn tỷ lệ ủng hộ song của bà là trừ 2 điểm so với trừ 7 điểm của ông Trump. Trang tin Vice38 báo cáo rằng số phiếu bầu cho bà Harris đã tăng lên, đưa mức độ ủng hộ song của bà lên mức trừ 1,5 điểm vào ngày 31 tháng 10, trong khi ông Trump là trừ 8 điểm trong khi Real Clear Polling đưa mức độ ủng hộ ròng của bà Harris là trừ 3,2 điểm và ông Trump là trừ 6 điểm. Nhà phân tích Engine đã xem xét 17 cuộc bầu cử trước đây kể từ năm 1956 và lưu ý rằng trong 16 cuộc bầu cử, ứng cử viên được nhiều người ưa chuộng hơn đã giành chiến thắng. Chỉ có một trường hợp ứng cử viên ít được ưa chuộng hơn giành được trước Tổng thống. Đó là ông Donald Trump vào năm 2016. Ông Engine nói, Năm 2016, ông Trump đã thua phiếu phổ thông trước cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nhưng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vì kết quả được xác định bằng cách giành được 270 phiếu đại cử tri đoàn, không phải bằng phiếu phổ thông. Ông Anton cho biết, thông thường, ứng cử viên được nhiều người ủng hộ hơn sẽ giành chiến thắng vào ngày bầu cử. Ông Anton cũng đã xem xét các cuộc bầu cử đặc biệt vào năm 2023 và 2024 và nhận thấy rằng Trung bình, những đảng viên dân chủ này đã vượt qua biên độ của Tổng thống Joe Biden năm 2020 là hai điểm và hãy nhớ rằng ông Joe Biden đã thắng. Vì vậy, thực tế là những đảng viên dân chủ này đang làm tốt hơn những gì ông Joe Biden đã làm là một dấu hiệu tốt. Hãy nhớ rằng, mặc dù các số liệu thống kê hàng đầu không mấy khả quan đối với đảng Dân chủ vào năm 2022, nhưng đảng Dân chủ vẫn đạt kết quả tốt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đó. Trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, các cuộc thăm dò đã dự đoán và kỳ vọng vào một làn sóng đỏ, nhưng mức độ đó đã không xảy ra. Điểm mấu chốt là nhiều đảng viên dân chủ tin rằng, khi cử tri bỏ phiếu, họ sẽ thắng. Và với việc phá tai là vấn đề lớn hơn nhiều lần này so với trước đây, khi đó là năm 2022, Đảng Dân chủ đã làm tốt trong lịch sử có lẽ Đảng Dân Chủ sẽ làm nhiều người ngạc nhiên và làm tốt trong lịch sử vào thứ ba tuần tới. Ông đã chia sẻ video trên trang mạng xã hội X với dòng chữ Nếu bà Harris thắng, các dấu hiệu đã rõ ràng như ban ngày. Tranh cãi về phiếu bầu Tổng thống Mỹ qua thư không đề ngày ở Pennsylvania Đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang yêu cầu tòa án tối cao bang Pennsylvania thực thi lệnh loại bỏ những phiếu bầu gửi qua thư không ghi ngày tháng chính xác. Theo BBC, Pennsylvania đã ban hành lệnh yêu cầu các cử tri viết tay ngày họ điền vào lá phiếu của mình trước khi gửi đến Ủy ban bầu cử của bang qua đường bưu điện. Tuy nhiên, Tòa Phúc Thẩm Pennsylvania hôm 30 tháng 10 ra phán quyết rằng xác lệnh này vi phạm hiến pháp Mỹ trong một vụ án liên quan đến vài chục lá phiếu trong một cuộc bầu cử cấp bang đặc biệt vào tháng 9. Hiện vẫn chưa rõ phán quyết mới của tòa phúc thẩm sẽ có tác động ra sao đến cách kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 11 tại bang chiến địa Pennsylvania. Tranh cãi về quy định bắt đầu bùng phát sau khi những người ủng hộ quyền bầu cử xúc tiến một số vụ kiện chống lại luật, bao gồm cả một vụ việc đang chờ tòa án tối cao Mỹ xử lý và dự kiến sẽ không giải quyết kịp cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Phe Cộng hòa ở Pennsylvania và Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa, RNC, đã đấu tranh để duy trì luật nói trên. Trong đơn gửi tòa án cấp cao nhất của bang hôm 31 tháng 10, họ lập luận phán quyết của tòa phúc thẩm Pennsylvania đã vi phạm chỉ thị của tòa án tối cao về việc không được thực hiện những thay đổi đáng kể về luật và thủ tục hiện hành trước cuộc bầu cử. Họ lưu ý thêm, động thái đã gây ra sự nhầm lẫn xung quanh vấn đề này và có thể khiến một số hội đồng bầu cử cố gắng kiểm đếm những lá phiếu đáng ngờ phe Cộng hòa cũng yêu cầu tòa án tối cao Pennsylvania giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, trong khi nhà chức trách xét xử tất cả các kháng cáo liên quan. Liên quan đến những vấn đề liên quan đến hệ thống bỏ phiếu, trước đó, nhà chức trách Mỹ cho biết, Văn phòng Tổng thư ký tiểu bang Colorado đã vô tình đăng một tài liệu chứa nhiều mật khẩu hệ thống bỏ phiếu trên trang web của họ. Theo trang Nine News, Hope Schiffman, Phó Chủ tịch Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Colorado, đã chia sẻ một tập tài liệu chứa tấp ẩn trong một email gửi hàng loạt, bao gồm cả bản khai có tuyên thệ từ một người giấu tên thông báo đã tải xuống tập Excel từ trang web của tổng thư ký tiểu bang và có thể đọc được tab ẩn sau khi nhấp vào mục bỏ ẩn. Phe Cộng hòa quả quyết hơn 600 mật khẩu cho các thiết bị bỏ phiếu ở 63 trên 64 hạt của tiểu bang đã bị lộ. Giới chức địa phương xác nhận tab ẩn chứa một thành tố nhất định của hệ thống bỏ phiếu ở Colorado. Tuy nhiên, văn phòng tổng thư ký tiểu bang Colorado khẳng định. Họ đã hành động ngay lập tức, sau khi biết về hành vi vi phạm cũng như thông báo cho cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng. Điều này không gây ra mối đe dọa an ninh ngay lập tức đối với cuộc bầu cử ở Colorado cũng như không ảnh hưởng đến cách kiểm phiếu, Jack Toss, phát ngôn viên của Tổng thư ký tiểu bang nhấn mạnh. Tổng thư ký tiểu bang Colorado, Jenna Griswold, đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Bà nói với trang Nine News tối ngày 29 tháng 10 rằng tài liệu chứa mật khẩu đã xuất hiện trên trang web của chính phủ vài tháng trước khi sơ suất bị phát hiện. Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đến thăm Dearborn, bang Michigan, thành phố có đông người Ả Rập nhất cả nước. Đây cũng là thành phố nơi tổng thống Joe Biden giành chiến thắng với tỷ lệ 3-1 trong cuộc bầu cử năm 2020 đã bị xáo trộn bởi tình hình Trung Đông, khi nhiều người bất bình với cách chính quyền đương nhiệm xử lý cuộc xung đột Israel Hamas trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris đang thông qua những người đại diện để xoa dịu căng thẳng trong cộng đồng, thì sự xuất hiện của ông Trump sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một ứng viên Tổng thống đến khu vực này. Ông Osama Siblani, một nhà lãnh đạo ở địa phương cho biết, đầu năm nay, bà Harris gặp thị trưởng Abdullah Hamu, một người thuộc Đảng Dân Chủ nhưng cuộc trao đổi của họ diễn ra ngoài Dearborn. Ông Sam Abbas, chủ sở hữu của The Great Commoner ở Dearborn, nói với AP rằng ông Trump sẽ đến thăm nhà hàng của ông. Chúng tôi mong đợi một số phát biểu về việc chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình cho Trung Đông. Tôi không ở đây để tham gia chính trị. Tôi không ở đây để nói với mọi người rằng tôi sẽ bỏ phiếu theo cách nào. Tôi chỉ ở đây vì người thân của chúng tôi đang bị tàn sát và chúng tôi chỉ muốn chấm dứt xung đột. Hãy đừng ném bom, ông Abbas cho biết. Israel triển khai chiến dịch đáp trả dữ dội vào giải Gaza sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Gần đây, đưa quân vào Liban và tăng cường không kích quốc gia láng giềng. Cơ quan y tế giải Gaza cho biết ít nhất 43.000 người đã thiệt mạng ở giải Gaza, không phân biệt chiến binh và thường dân. Đội hỗ trợ tranh cử của ông Trump từ chối nói về chuyến thăm này. Trong cuộc vận động ở Michigan tuần trước, ông Trump đưa một số người hồi giáo địa phương lên sân khấu cùng ông. ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa cũng đã nhận được sự ủng hộ từ hai thị trưởng thuộc đảng Dân chủ ở các thành phố có đa số dân là người hồi giáo dù nhiều nhà lãnh đạo thuộc đảng dân chủ trong cộng đồng hồi giáo ở mỹ không ủng hộ bà harris nhưng họ vẫn đánh giá tiêu cực về ông trump và cho rằng những ủng hộ mà ông nhận được không phản ánh quan điểm của đa số trong cộng đồng họ vẫn nhớ lời kêu gọi của ông phải đóng cửa hoàn toàn nước mỹ đối với người hồi giáo và hạn chế đi lại đối với du khách từ các quốc gia có đa số là người hồi giáo một số người cũng khó chịu với việc ông trump gợi ý sẽ trao cho israel nhiều quyền hơn để tấn công các đối thủ của mình trong khu vực dù vậy, Đảng Dân Chủ lo ngại những cử tri trung thành truyền thống có thể chuyển sang ủng hộ ông Trump hoặc không đi bỏ phiếu. Điều này có thể là vấn đề quan trọng ở Michigan, một bang dao động mà cả hai đảng đều coi là không chắc chắn. Ông Abbas cho biết, các đồng minh của ông Trump đã liên hệ với ông cách đây vài tuần về việc đón ứng viên này ở Dearborn. Trước khi đón, ông Abbas muốn thấy ông Trump đưa ra tuyên bố về ý định chấm dứt xung đột và giúp chúng tôi xây dựng lại Liban. bang giúp đỡ những người phải di rời và bị thương. Tuyên bố đó được đưa ra hôm 30 tháng 10 khi ông Trump đang trên mạng xã hội X rằng ông muốn chấm dứt đau khổ và tàn phá ở Liban. Tôi sẽ duy trì mối quan hệ đối tác bình đẳng giữa tất cả các cộng đồng người Liban, bạn bè và gia đình của các bạn ở Liban xứng đáng được sống trong hòa bình, thịnh vượng và hòa thuận với những người hàng xóm của họ và điều đó chỉ có thể xảy ra khi có hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Ông viết. Sau khi ông Trump đăng bài phát biểu này ông Abbas đồng ý tổ chức sự kiện vào ngày mùng 2 tháng 11 với sự tham gia của khoảng 100 người từ cộng đồng địa phương. Ông ấy đến với chúng tôi về cơ bản là để nói với chúng tôi rằng Này, tôi đã làm những gì các bạn yêu cầu. Ý định của tôi, ý định thực sự của tôi là mang lại hòa bình và chấm dứt xung đột, ông Abbas nói. Tại sao người giàu nhất hành tinh như Elon Musk và là chủ sở hữu mạng xã hội X giám đốc điều hành SpaceX và Tesla lại trở thành nhà bảo trợ lớn nhất và ủng hộ nhiệt thành nhất của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông ấy đang tính đoán điều gì? Cuối tuần qua, trên sân khấu chính tại hội trường thị trấn Lancaster của bang chiến trường quan trọng Pennsylvania, tỷ phú Elon Musk tiếp tục trao tặng tấm xét trị giá 1 triệu USD cho người tiếp theo. Đúng như cam kết, Phần thưởng ngẫu nhiên tiếp theo dành cho người đã ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ quyền tự do ngôn luận và sở hữu vũ khí được công bố hồi đầu tháng bởi Siêu ủy ban Hành động Chính trị Mỹ America PAC do chính ông Musk thành lập vào tháng 7 năm 2024 và đang nỗ lực hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống năm 2024 của ông Donald Trump. Người trở thành triệu phú lần này là cử tri Jade Camora, trang web của America PAC đã xác nhận và cho biết. Trước đó, nhiều cử tri ở các tiểu bang giao động đã kiếm được 1 triệu USD. Đúng là chỉ cần một chữ ký, bạn sẽ có cơ hội trở thành triệu phú. Nhưng bạn phải là cử tri thuộc 7 bang chiến trường có khả năng quyết định người thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, bao gồm các bang Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan và North Carolina. Elon Musk người nhiều tiền nhất hành tinh đã thực hiện trao một phần thưởng 1 triệu USD một ngày cho đến ngày cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống mùng 5 tháng 11. Tuần trước, tối 20 tháng 10, trong sự kiện tại thành phố Pittsburgh, cũng tại Pennsylvania, tấm xét khổng lồ trị giá 1 triệu USD cũng đã được tỷ phú Elon Musk trao tận tay Christine Fischel. Nhiều người đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của món quà. Bộ Tư pháp cảnh báo CEO của Tesla rằng việc này có thể vi phạm pháp luật. Tin mới nhất là tỷ phú giàu nhất thế giới đã nhận chắt triệu tập của tòa án để giải thích về khoản tiền thưởng này. Reuters hôm 31 tháng 10 đưa tin. Tuy nhiên, tại lễ trao thưởng của ông chủ mạng xã hội X, không ai thực sự quan tâm đến vấn đề này. Phần đường đó đã thu hút đông đảo người Mỹ ký tên vào bản kiến nghị với hy vọng trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Còn bằng cách yêu cầu cử tri ký tên vào bản kiến nghị, America PAC có thể thu thập thông tin liên lạc của các cử tri tiềm năng từ đó vận động họ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump. Elon Musk tuyên bố tất tay ủng hộ ông Trump, thậm chí cho rằng mình đang mạo hiểm cả mạng sống khi đồng hành với cựu Tổng thống. Nhưng ông trung công nghệ này không phải lúc nào cũng là người ủng hộ ông Trump. Trước đây, tỷ phú Musk là người theo chủ nghĩa tự do của thùng lũng Silicon và thường tự gọi mình là người theo chủ nghĩa trung dung và ôn hòa về mặt chính trị. Vậy, tại sao tỷ phú Musk lại ủng hộ ông Trump một cách nhiệt thành như vậy, kể cả việc nhảy nhót trên sân khấu bên cạnh ứng viên Đảng Cộng Hòa tại các cuộc vận động tranh cử và chi gần 120 triệu USD cho America PAC để ủng hộ cựu Tổng thống? Câu trả lời hiển nhiên là để có một nhà lãnh đạo thuộc nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới ủng hộ lợi ích kinh doanh của ông Musk. Vị tỷ phú công nghệ này tin rằng ông Trump sẽ thắng và điều đó sẽ dẫn đến nhiều hợp đồng của NASA hơn cho SpaceX nhiều hợp đồng liên bang hơn cho Stalin, nhiều ưu đãi hơn cho Tesla, bảo vệ mục 230 cho Twitter và các cơ hội khác trong danh mục đầu tư của ông ấy. Nhà đầu tư mạo hiểm và chiến lược gia chính trị Bradley Toss nói với Aeronews Text. Tuy nhiên, đây là canh bạc lớn đối với ông Musk vì nếu bà Kamala Harris thắng cử thì khó khăn đối với ông ấy sẽ lớn hơn nhiều so với việc ông ấy không làm gì cả. Chiến lược gia Tusk bình luận. Ngoài ra, giấy quan sát còn cho rằng chiến thắng của cựu Tổng thống Trump cũng có thể chứng kiến tỷ phú Musk trực tiếp tham gia vào chính trị. Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump từng nói rằng, ông chắc chắn sẽ bổ nhiệm vị CEO hàng đầu thế giới này vào một vị trí trong nội các hoặc cố vấn nếu trở lại Nhà Trắng, đồng thời ca ngợi Elon Musk là một người thông minh. Giới truyền thông bình luận, dường như vị tỷ phú công nghệ đang hướng tới ghế Bộ trưởng Bộ Hiệu suất Chính phủ DOGE trong chính quyền mới. Nếu ông Trump tái đắc cử, nhiều người được hỏi đều nói rằng họ không lo ngại về ý tưởng người đàn ông giàu nhất thế giới đảm nhận một kế trong chính quyền Mỹ mới, bất chấp vô số xung đột lợi ích tiềm tàng. Bởi các doanh nghiệp của ông Musk nắm giữ nhiều hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với chính phủ Mỹ. Mới đây nhất, trong một sự kiện hội thảo trực tuyến được tổ chức trên nền tảng X ngày 31 tháng 10, tỷ phú Elon Musk tiết lộ, ông đang cầu nguyện cho chiến thắng của cựu Tổng thống Trump và đã sẵn sàng giữ chức Bộ trưởng cắt giảm chi phí đây là một chức vụ khá quan trọng đối với nền kinh tế mỹ bởi việc giảm nợ quốc gia và cam kết giảm các khoản chi tiêu vốn được các đời tổng thống mỹ cam kết nhưng thực tế chưa có kết quả đáng kể nbc news đánh giá việc ông musk sẵn sàng nói về việc cắt giảm chi tiêu và những động thái quyết liệt từng làm trong các tập đoàn kinh tế khổng lồ do ông điều hành như tesla và spacex đã khiến chính sách kinh tế của ứng viên trump trở nên uy tín hơn trong mắt cử tri cũng có người hỏi elon musk rằng Ông có cân nhắc giặc tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2028 hay không? Tỷ phú giàu nhất thế giới giải thích rằng ông không muốn làm công việc đó và cũng không thể làm vậy vì ông sinh ra ở Nam Phi, trong khi hiến pháp nước Mỹ quy định ứng viên tổng thống phải là người sinh ra ở Mỹ. Bà Harris và ông Trump tập trung thu hút cử tri tại vành đai mặt trời. Các ứng viên tổng thống đảng dân chủ và đảng cộng hòa đã chuyển trọng tâm sang hai bang chiến địa quan trọng là Arizona và Nevada thuộc khu vực Vành đai Mặt Trời ở phía tây nam nước Mỹ, khi cuộc đua giành ghế Tổng thống đang bước vào những ngày cuối cùng trong thế giằng co. Phó Tổng thống Mỹ Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều tổ chức các sự kiện vận động tranh cử tại hai tiểu bang chiến địa là Arizona và Nevada, nơi có đông đảo người Mỹ gốc Latin sinh sống, có khả năng định hình kết quả cuộc bầu cử. Chỉ còn 5 ngày nữa sẽ diễn ra ngày bầu cử. Hai ứng viên đang tìm cách giành được sự ủng hộ của cử tri Mỹ gốc Latin tại hai tiểu bang này. Dự kiến, ông Trump và bà Harris sẽ thể hiện quan điểm về nhiều vấn đề, đặc biệt là tình hình an ninh biên giới, một trong những vấn đề lớn nhất trong cuộc bầu cử. Tại Arizona, bà Harris đã bắt đầu chiến dịch thuyết phục số lượng lớn cử tri độc lập ở tiểu bang này. Bà đã được cựu thượng nghị sĩ Jeff Flake và thị trưởng John Kiehl của thành phố Mesa đón tại sân bay. Cả hai nhân vật đều là thành viên đảng Cộng hòa đang ủng hộ bà. Phát biểu tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Bà Harris chỉ trích phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump tại một cuộc meeting vào ngày 27 tháng 10, tuyên bố ông sẽ bảo vệ phụ nữ, cho dù họ có thích hay không. Bà Harris coi bình luận này như một dự báo trước về những vấn đề mà nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump có thể gây ra cho phụ nữ. Ông Trump không tin rằng phụ nữ nên có quyền tự quyết và thẩm quyền để đưa ra quyết định về bản thân họ. Nói một cách đơn giản, ông ấy không tôn trọng quyền tự do hoặc trí tuệ của phụ nữ nhằm xác định điều gì sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho họ. Nhưng chúng tôi tin tưởng phụ nữ, bà Harris nói. Bà Harris cũng tận dụng cuộc vận động tranh cử ở Phoenix để tạo ra sự tương phản giữa bà và ông Trump khi nói đến các vấn đề gây ảnh hưởng tới cộng đồng người Mỹ gốc Latin ở bang Arizona. Ban nhạc huyền thoại khu vực Mexico, Los Tigres de Norte, đã hâm nóng đám đông trước khi bà Harris bước lên sân khấu. Trong bài phát biểu của mình, bà đã hồ vang khẩu hiệu Si hoặc Yes, you can. Ông Trump xúc phạm người Mỹ gốc Latin, đổ lỗi cho người nhập cư, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Nếu được bầu, ông ấy có thể sẽ đưa trở lại các chính sách chia cắt gia đình. Thậm chí ở quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây, bà Harris nói. Arizona, nơi ông Trump thua ông Biden, với số lượng tranh lệch chưa đến 11.000 phiếu bầu vào năm 2020, vẫn là một trong những bang có sự cạnh tranh gay gắt nhất trong cuộc bầu cử năm nay. Đảng Cộng Hòa hy vọng một cuộc bỏ phiếu của tiểu bang về việc quy kết hành động vượt biên trái phép từ Mexico sang Arizona là vi phạm pháp luật, cho phép cảnh sát giam giữ người di cư sẽ thúc đẩy sự ủng hộ dành cho Trump. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ tìm cách thuyết phục các cử tri ủng hộ cuộc bỏ phiếu ghi nhận quyền phá thai trong hiến pháp của tiểu bang. Hỡi người dân Arizona, để bảo vệ quyền tự đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe của các bạn, tôi khuyên các bạn nên bỏ phiếu ủng hộ dự luật 139 bà Harris nói khi đề cập đến vấn đề phá thai. Các nhà phân tích cho biết, bà Harris cũng cần phải thu hút cử tri tại hai bang Arizona và Nevada về chương trình nghị sự kinh tế của bà. Kinh tế luôn là vấn đề số một đối với cử tri. Cựu Tổng thống Trump sẽ có mặt tại vùng ngoại ô Glendale của Phoenix vào cuối ngày 1 tháng 11 để có bài phát biểu tại sự kiện cùng với Tucker Carlson, nhà bình luận bảo thủ nổi tiếng với nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Giới phân tích cho rằng, các điểm dừng chân của hai ứng viên tại các tiểu bang thuộc khu vực vành đai mặt trời và những cuộc vận động sắp tới tại các bang chiến địa khác cung cấp một số thông tin chi tiết về cách cuộc đua đang định hình khi chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra ngày bầu cử. Đánh giá về chiến dịch tranh cử của hai ứng viên tổng thống, chuyên gia Thurs Bell tại Đại học George Washington lưu ý: Lịch trình của hai ứng viên thấy đội ngũ tranh cử của bà Harris nghĩ rằng họ có thực sự có cơ hội tốt để giành chiến thắng tại Nevada và đội ngũ của ông Trump nghĩ rằng họ có cơ hội tốt để giành chiến thắng ở Bắc Carolina, Michigan và Wisconsin dường như có xu hướng ủng hộ bà Harris nhiều hơn. Arizona và Georgia có vẻ ủng hộ ông Trump nhiều hơn. Vì vậy, mọi con đường đến Nhà Trắng có khả năng sẽ đi qua bang Pennsylvania. Bầu cử Mỹ 2024. Các ứng cử viên tăng tốc trong tuần cuối cùng trước ngày bầu cử. Ông Donald Trump đã tổ chức cuộc vận động tranh cử tại bang Georgia nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri theo tôn giáo. Còn bà Harris cũng đang tích cực vận động tranh cử tại bang Michigan. Ngày 28 tháng 10, khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã tổ chức cuộc vận động tranh cử tại bang Georgia nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri theo tôn giáo. Đối thủ của ông, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris cũng đang tích cực vận động tranh cử tại bang Michigan. Tại sự kiện tranh cử ở Georgia, Cựu tổng thống Trump nhấn mạnh vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội. Georgia là một trong 7 bang dao động được dự đoán sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử sắp tới. Dự báo khoảng 70% số phiếu bầu ở Georgia sẽ được thực hiện qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp trước ngày bầu cử, cho thấy mức độ tham gia cao của cử tri trong giai đoạn bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, bà Harris đã có mặt tại nhà máy sản xuất nguyên liệu thô hàng đầu của Mỹ, Hemlock Semiconductor của công ty Conning Inc ở Michigan. Tại đây, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào sản xuất và hợp tác với khu vực tư nhân. Trước đó, công ty này đã nhận được khoản đầu tư 325 triệu USD thông qua đạo luật CHIPS và Khoa học được Tổng thống Joe Biden ký ban hành vào tháng 8 năm 2022. Dự kiến, Phó Tổng thống Harris sẽ tham gia một sự kiện tranh cử ở thành phố Ann Arbor, Michigan cùng với liên danh tranh cử của mình là Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng đang tích cực vận động cho bà Harris tại bang Philadelphia, trong khi cựu đệ nhất phu nhân Michael Obama chủ trì một sự kiện tranh cử tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Hai ứng viên phó tổng thống gồm Jay Devance, đảng Cộng hòa và Tim Cook, đảng Dân chủ, đều có các sự kiện vận động ở bang Wisconsin. Các ứng cử viên tham gia chạy đua vào Nhà Trắng đang nỗ lực tăng tốc trong tuần cuối cùng trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 và dự kiến sẽ có các chặng dừng chân cuối cùng trong chiến dịch tranh cử vào cuối tuần này. Kết quả của các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc cho thấy, ông Trump và bà Harris vẫn bám đuổi rất quyết liệt. Theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng tin CNN, bà Harris đang dẫn trước ông Trump với khoảng cách rất xích sao là 48,6% và 47,9%. Tính đến thời điểm này, khoảng 46 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, thấp hơn so với con số 60 triệu của cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2020 sóng xanh xóa nhòa ảo ảnh đỏ, kịch bản bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 có lặp lại. Cựu Tổng thống Donald Trump từng viện dẫn ảo ảnh đỏ để chứng minh cho những cáo buộc vô căn cứ của ông về gian lận bầu cử năm 2020, trong khi thực tế nó chỉ là một hiện tượng thường gặp trong các kỳ bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Ảo ảnh đỏ là hiện tượng ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa nắm lợi thế dẫn trước ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào đêm bầu cử nhưng bị sóng xanh xóa nhòa khi ứng viên của Đảng Dân chủ vượt lên sau khi kiểm phiếu bầu qua thư vào buổi tối muộn hoặc trong những ngày sau ngày bầu cử. Các khái niệm trên cũng được gọi tên theo màu sắc biểu tượng của mỗi đảng, màu đỏ đại diện cho Đảng Cộng hòa và màu xanh đại diện cho Đảng Dân chủ. Cựu tổng thống Donald Trump từng viện dẫn ảo ảnh đỏ để chứng minh cho những cáo buộc vô căn cứ của ông về gian lận bầu cử năm 2020, trong khi thực tế nó chỉ là một hiện tượng thường gặp trong các kỳ bầu cử ở Mỹ. Sóng xanh xóa nhòa ảo ảnh đỏ năm 2020 Năm 2020, đến tận nửa đêm của ngày bầu cử ngày 3 tháng 11, kết quả cuối cùng của cuộc đua giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden vẫn còn chưa ngã ngũ kết quả tại 8 bang chủ chốt gồm Arizona, Bắc Carolina, Nevada, Wisconsin, Michigan, Maine, Georgia và Pennsylvania chưa được phân định rõ ràng. Kết quả ban đầu cho thấy ông Trump dường như dẫn trước, nhưng những ngày sau đó là màn giật đuổi vô cùng kịch tính. Kết quả thay đổi từng giờ. Tại bang chiến địa Georgia, cho đến tận sáng sớm ngày 6 tháng 11, kết quả kiểm phiếu mới bắt đầu cho thấy ông Biden dẫn trước. Lúc này, ảo ảnh đỏ bắt đầu bị sóng xanh xóa nhòa. Tại thời điểm đó, người dẫn chương trình trên CNN, Phil Martin Lee, đã cung cấp cho khán giả cái gọi là bức tường ma thuật. Ám chỉ số lượng nhỏ phiếu bầu đang được kiểm đếm xong lại có tác động rất lớn đến cuộc bầu cử tổng thống đang rất siết sao. Cuộc đua tranh vào Nhà Trắng chỉ chính thức ngã ngũ khi Ủy ban bầu cử chứng nhận kết quả bầu cử. Hạn chót cho việc chứng nhận kết quả bầu cử có thể thay đổi tùy theo từng bang, nhưng hầu hết sẽ là vào ngày 11 tháng 12 bao gồm cả việc kiểm lại phiếu nếu cần thiết và giải quyết những tranh cãi liên quan đến số phiếu bầu cử cho các ứng viên tổng thống. Sóng xanh tương tự xảy ra năm 2016 nhưng nó không thể thay đổi cục diện cuộc đua giữa ông Trump và bà Hillary Clinton. Kết quả kiểm toàn bộ phiếu sau đó cho thấy bà Clinton bỏ xa ông Trump tới vài triệu phiếu. Đó là khi ảo ảnh đỏ bị sóng xanh xóa nhòa. Nhưng điều đó không đủ để bà trở thành chủ nhân của Nhà Trắng khi ông Trump đánh bại bà với tỷ lệ 304-227 phiếu đại cử tri. Lịch sử có lặp lại, có một vài dấu hiệu cho thấy năm nay một số bang chiến trường sẽ có kết quả bầu cử sớm hơn. Tại Georgia, luật bầu cử mới đã tạo điều kiện cho nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp thay vì qua thư. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình kiểm phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu. Trong khi đó, Bắc Carolina không còn chấp nhận phiếu bầu qua tư nếu chúng đến nơi sau ngày bầu cử, năm nay là mùng 5 tháng 11. Tất cả các phiếu bầu sớm chiếm từ 70 đến 75% tổng số phiếu bầu tại bang sẽ có kết quả vào lúc 20 giờ đêm bầu cử. Ông Raffensperger nói, tuy nhiên nếu cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 tại bang này xích sao hơn năm 2020, khối lượng phiếu bầu được kiểm sớm đó có thể vẫn chưa đủ để kết luận ai là người chiến thắng. Khi được hỏi liệu có phải mất tới một tuần để xác định người chiến thắng ở bang Georgia hay không, ông Raffensperger khẳng định chắc chắn là không. Chúng tôi sẽ chờ đợi số phiếu bầu từ nước ngoài gửi về bang, nhưng chúng sẽ không đến không muộn quá ngày 8 tháng 21. Đó sẽ là những con số cuối cùng. Chúng tôi chỉ việc xem xét liệu chúng có tạo ra sự khác biệt trong tổng số phiếu bầu đã kiểm hay không. Ông Raffensperger giải thích, tại Michigan, việc xử lý các phiếu bầu tại các điểm bỏ phiếu sớm có thể diễn ra trước ngày bầu cử chính thức. Quan chức phụ trách bầu cử bang này, John Celine Benson cho biết, bà hy vọng sẽ có được kết quả cuối cùng vào ngày 6 tháng 11, tức là ngày sau ngày bầu cử. Chúng tôi luôn ưu tiên độ chính xác và an ninh hơn là tốc độ và hiệu quả kiểm phiếu, bà John Celine nói thêm. Nếu cuộc bầu cử tổng thống năm nay quá xích sao, có thể sẽ vẫn mất nhiều ngày mới có kết quả cuối cùng bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, gần 44 triệu lá phiếu đã được bỏ, các ứng viên dồn lực công phá các chiến trường. Chỉ còn tròn một tuần trước khi đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ngày 5 tháng 11, cử tri thủ đô Washington DC đã bắt đầu đi bỏ phiếu theo hình thức trực tiếp từ sáng ngày 28 tháng 10. Tổng cộng, có 25 điểm bỏ phiếu sớm ở thủ đô Mỹ đã đồng loạt mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu sớm trực tiếp từ 8 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày kéo dài từ 28 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Trước đó, các cử tri của Washington DC đã tiến hành bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện hoặc trực tiếp bỏ vào 55 thùng phiếu đã được bố trí giải rác trên khắp các địa bàn dân cư từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Tính đến ngày 27 tháng 10, đã có 86.424 lá phiếu được bỏ sớm theo các hình thức này. Theo thống kê mới nhất của Election Lab thuộc Đại học Florida, Tính đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, trên toàn nước Mỹ đã có tổng cộng 43.853.849 lá phiếu được bỏ sớm, trong đó có 21.521.385 lá phiếu được bỏ qua đường bưu điện và 22.360.658 lá phiếu được bỏ trực tiếp tại các điểm bầu cử. Trong số các cử tri đi bỏ phiếu sớm, có 39,8% tự nhận là đảng viên dân chủ, 36% tự nhận là đảng viên Cộng hòa, 24,1% cử tri thuộc các đảng nhỏ hoặc độc lập. Cùng ngày, New York Times đưa tin cả phó tổng thống Harris và cựu tổng thống Trump sẽ thực hiện lịch trình dài đặc tập trung vào các bang chiến địa trong tuần cuối cùng. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tiến hành vận động tranh cử tại bang Georgia, còn bà Harris sẽ tới bang Michigan. Hai ứng cử viên tổng thống sự kiến có các trạng dừng chân cuối cùng trong chiến dịch tranh cử vào cuối tuần này. Trong khi ông Trump tới vận động ở Pennsylvania, Wisconsin và Nevada thì bà Harris sẽ tới Las Vegas và có phát biểu cuối cùng ở bang Washington. Cựu tổng thống Barack Obama vận động cho bà Harris tại Philadelphia, còn cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ chủ trì một sự kiện kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Các ứng viên Phó tổng thống JD Vance Đảng Cộng hòa và Tim Goss Đảng Dân chủ đều có các sự kiện vận động ở bang Wisconsin. Cũng trong tuần cuối, hai bên tiếp tục tung ra các đòn công kích nhằm hạ uy tín của nhau. Phe Dân chủ tiếp tục tập trung vào những nguy cơ tiềm tàng nếu ông Trump đắc cử, nhắc đi nhắc lại các cáo buộc từ những quan chức làm việc trong nhiệm kỳ đầu của chính quyền Trump với ứng viên Đảng Cộng hòa. Để đáp trả, ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa JD Vance cáo buộc những cựu quan chức này đã dối trá và ông Trump không hề có ý định sử dụng chính phủ vào mục đích trả đũa các đối thủ chính trị. Ngoài ra, một nhóm luật sư thân cận với ông Trump đã âm thầm chuẩn bị phương án khởi kiện kết quả bầu cử nếu cựu tổng thống Mỹ tiếp tục thất bại trong cuộc chạy đua năm nay. Bầu cử Mỹ 2024 cháy thùng phiếu ở Washington, Oregon phá hủy hàng trăm lá phiếu. Trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 28 tháng 10, cảnh sát Mỹ cho biết một thiết bị gây cháy đã được đặt vào trong một thùng phiếu ở thành phố Portland, thuộc bang Oregon, gây ra một vụ cháy vào sáng sớm cùng ngày. Các quan chức bầu cử cho biết thêm rằng hệ thống dập lửa bên trong thùng phiếu đã giúp giảm thiểu thiệt hại cho các lá phiếu. Một vụ việc tương tự cũng xảy ra đối với một thùng phiếu ở thành phố Vancouver, thuộc bang Washington, và một thiết bị gây cháy cũng bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Theo một chi nhánh của đài CNN, vụ cháy này có thể đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm lá phiếu. Cảnh sát cho biết họ tin rằng hai sự việc này có liên quan với nhau và đã công bố một hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một chiếc xe Volvo đỗ gần một trong các thùng phiếu ngay trước khi nó bốc cháy. Chủ tịch quận Munoma, Oregon bà Jessica Vega Pedersen cam kết sẽ không để các sự cố này ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu từ nay đến ngày 5 tháng 11 bà Bederson nói xin đừng để những sự cố này hoặc bất kỳ điều gì xảy ra ngăn bạn bày tỏ quan điểm qua lá phiếu của mình từ bây giờ đến ngày bầu cử nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào bạn và bạn có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ giữ cho quá trình này an toàn và bảo mật trong một diễn biến liên quan tới bầu cử vào sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ địa phương, các cử tri ở thủ đô Washington DC đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ năm 2024 trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức vào mùng 5 tháng 11 tới. Tổng cộng 25 điểm bỏ phiếu sớm ở thủ đô của xứ Cờ Hoa đã đồng loạt mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu sớm trực tiếp từ 8 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày, kéo dài từ 28 tháng 10 đến mùng 3 tháng 11. Trước đó, các cử tri của Washington DC đã tiến hành bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện hoặc trực tiếp bỏ vào 55 thùng phiếu được bố trí giải rác trên khắp các địa bàn dân cư từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Tính đến ngày 27 tháng 10, đã có 86.424 lá phiếu được bỏ sớm theo các hình thức này. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, khoảng 346.500 lá phiếu đã được bỏ tại thủ đô Washington, D.C. Theo thống kê mới nhất của Election Lab thuộc Đại học Florida, tính đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, trên toàn nước Mỹ đã có tổng cộng 43 triệu 853.849 lá phiếu được bỏ sớm, trong đó có 21 triệu 521.385 lá phiếu được bỏ qua đường bưu điện và 22.360.658 lá phiếu được bỏ trực tiếp tại các điểm bầu cử. Trong số các cử tri đi bỏ phiếu sớm, có 39,8 tự nhận là đảng viên dân chủ, 36% tự nhận là đảng viên cộng hòa, 24,1 cử tri thuộc các bang đảng nhỏ hoặc độc lập. Kết quả của những cuộc khảo sát gần đây do nhiều phương tiện truyền thông lớn của Mỹ và các tổ chức thăm dò dư luận thực hiện cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên của đảng dân chủ, Phó tổng thống Kamala Harris trên phạm vi toàn quốc nhỉnh hơn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, từ 2 đến 3 điểm phần trăm. Tuy nhiên, tại 7 bang giao động quan trọng thực sự quyết định kết quả, cả hai ứng viên vẫn trong tình thế bất phân thắng bại và kết quả cuối cùng được dự báo sẽ rất xích sao. Thưa quý vị, đáp lại tuyên bố của ông Donald Trump về chỉ số thông minh IQ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói sẽ làm bài kiểm tra nhận thức và tách ông Trump làm bài kiểm tra tương tự. Cụ thể, theo BBC và CBS, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã dành nhiều tuần để đặt câu hỏi liệu trí thông minh và năng lực của bà Kamala Harris có đủ để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của đất nước không. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hồi đầu tháng này, Ông Trump kêu gọi bà Harris làm và vượt qua bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn nhận thức vào thời điểm đó, ông Trump cáo buộc đối thủ chậm chạp và bẻ hoài khi trả lời ngay cả những câu hỏi dễ nhất. Trong bối cảnh chỉ còn 8 ngày là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra, bà Harris đã đáp lại tuyên bố của đối thủ, nói rằng bà sẵn sàng làm bài kiểm tra nhận thức để chứng minh kỹ năng của bản thân và thách ông Trump làm điều tương tự. Ứng ừ, viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã chỉ ra một loạt cá nhân từng làm việc với ông Trump những người đã lên tiếng chống lại ông trong những tuần gần đây như một bằng chứng cho thấy ông Trump không đủ năng lực trở thành tổng thống Mỹ. Đừng nghe tôi nói, hãy nghe những người hiểu rõ ông Trump nhất. Hãy lắng nghe những gì tướng John Kelly, hai cựu bộ trưởng quốc phòng, cố vấn an ninh quốc gia, cựu phó tổng thống nói. Họ đều cho rằng ông ấy không đủ tư cách để làm tổng thống Mỹ một lần nữa. Bà Harris nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình CBS Tin tức buổi tối, Bà Harris nói về bài kiểm tra nhận thức sau khi bác sĩ Nhà Trắng công bố một bản ghi nhớ cho biết bà có sức khỏe tuyệt vời. Bản ghi nhớ công bố hồi đầu tháng 10 dựa trên kết quả khám sức khỏe hồi tháng 4 và lưu ý phó tổng thống bị dị ứng theo mùa. Ông Trump không công bố báo cáo sức khỏe như bà Harris, tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông đã chỉ ra những bản ghi nhớ tích cực của nghị sĩ Ronnie Jackson ở bang Texas là cựu bác sĩ của tổng thống cũng như bác sĩ riêng của ông Trump. Theo thống kê, hiện đã có gần 44 triệu lá phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã được bỏ. Chỉ còn tròn một tuần trước khi đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ngày 5 tháng 11, cử tri thủ đô Washington DC đã bắt đầu đi bỏ phiếu theo hình thức trực tiếp từ sáng ngày 28 tháng 10. Tổng cộng, có 25 điểm bỏ phiếu sớm ở thủ đô Mỹ đã đồng loạt mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu sớm trực tiếp từ 8 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày, kéo dài từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Trước đó, các cử tri của Washington DC đã tiến hành bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện hoặc trực tiếp bỏ vào 55 thùng phiếu được bố trí giải rác trên khắp địa bàn dân cư từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Tính đến ngày 27 tháng 10, đã có 86.424 lá phiếu được bỏ sớm theo các hình thức này. Theo thống kê mới nhất của Election Lab thuộc Đại học Florida, tính đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, trên toàn nước Mỹ đã có tổng cộng 43 triệu 853.849 lá phiếu được bỏ sớm, trong đó có 21 triệu 521.385 lá phiếu được bỏ qua đường bưu điện và 22 triệu 360.658 lá phiếu được bỏ trực tiếp tại các điểm bầu cử. Trong số đó, các cử tri đi bỏ phiếu sớm có 39,8% tự nhận là đảng viên dân chủ, 36% tự nhận là đảng viên cộng hòa. 24,1% cử tri thuộc các đảng nhỏ hoặc độc lập. Nhà kinh tế chính xác nhất thế giới dự đoán ra sao về kết quả bầu cử Mỹ? Nhà phân tích chứng khoán người Pháp Christophe Baro, được mệnh danh là nhà kinh tế chính xác nhất thế giới, đã lên tiếng dự đoán về kết quả bầu cử Mỹ. Nhà kinh tế trưởng và chiến lược gia của công ty Market Securities Monaco đã viết trên nền tảng X vào ngày 28 tháng 10 rằng Ông dự đoán ông Donald Trump sẽ đánh bại bà Kamala Harris để trở lại Nhà Trắng. Đảng Cộng Hòa sẽ giành được đa số trong cả hai cuộc bầu cử, Hạ viện và Thượng viện. Ông cũng dự đoán ba xu hướng trong nền kinh tế Mỹ tới đây. Trong đó, kịch bản rất có thể là nền kinh tế Mỹ sẽ được thúc đẩy trong thời gian ngắn sau cuộc bầu cử, nhưng sẽ bị ảnh hưởng bởi thâm hụt ngân sách gia tăng. Điều này sẽ tác động đến lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm. Christophe Barrow, 38 tuổi, đã được Bloomberg bình chọn là nhà dự báo tốt nhất về nền kinh tế Mỹ 11 lần trong 12 năm kể từ năm 2012 và do đó được giới truyền thông mệnh danh là nhà kinh tế chính xác nhất thế giới. Christophe Barrow cũng dự đoán tác động của tân Tổng thống Mỹ đối với nền kinh tế và thị trường đầu tư Mỹ, bất kể ai đã cử. Ông dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn khi những nhân tố bất ổn mất đi. Trước cuộc bầu cử, các công ty đã đình chỉ các quyết định quan trọng về chi tiêu vốn và tuyển dụng do bất ổn chính trị. Về tổng thể, ông dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh hơn dự kiến, với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 2,7% vào năm 2024, cao hơn dự báo hiện tại là 2,6% và tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 dự kiến đạt 2,1%, cao hơn so với mức dự báo hiện tại là 1,8%. Tuy nhiên, về lâu dài, nền kinh tế Mỹ và xu hướng thị trường có mối liên quan chặt chẽ với các chính sách của chính phủ mới. Việc tân Tổng thống Mỹ có thể thực thi các chính sách hay không không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của Quốc hội. Vì vậy, Christophe Barrow cũng đưa ra 3 kịch bản dự báo. Kịch bản 1, ông Trump thắng cử và Đảng Cộng Hòa giành đa số áp đảo ở cả lưỡng viện Quốc hội. Đây là kịch bản mà ông dự đoán dễ xảy ra nhất. Ông cho rằng Đảng Cộng Hòa sẽ giành được Thượng viện, còn Hạ viện sẽ là tranh chấp 50-50. Khi đó, ông Trump sẽ có thể thực hiện cắt giảm thuế cho doanh nghiệp và hộ gia đình. Ông sẽ tập trung nhiều hơn vào quản trị trong nước hơn là chính sách đối ngoại. Điều này sẽ có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Mỹ trong ngắn hạn. Dự kiến, mức tăng GDP năm 2025 có thể đạt từ 2,1% đến 2,3%. Tuy nhiên, Christophe Barrow cũng cảnh báo rằng sẽ có những vấn đề lớn trong kịch bản này. Chính sách cắt giảm thuế sẽ khiến thâm hụt ngân sách của Mỹ tiếp tục gia tăng. Ông dự đoán lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ tăng từ mức 4,23% hiện tại lên ít nhất 4,5% sau khi ông Trump thắng cử. Nếu Đảng Cộng hòa không giành được đa số trong quốc hội, về lâu dài, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ sẽ đạt 4,35%. Nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng áp đảo, do các nhà đầu tư tìm kiếm phần bù rủi ro cao hơn, risk premium lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm sẽ tăng dần lên đến 5%. Kịch bản thứ hai, ông Trump thắng cử nhưng Quốc hội chia rẽ. Tình trạng này sẽ hạn chế việc ông Trump thực hiện các giảm thuế đối với doanh nghiệp và hộ gia đình. Do đó, nhiều khả năng ông sẽ tập trung vào chính sách đối ngoại. Chính sách và biện pháp thuế quan đối với các nước khác có thể được thực hiện sớm hơn dự kiến. Tình trạng này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng lên GDP của Mỹ, có thể ở mức trung bình trong thời gian ngắn. Nhưng về lâu dài, khi các nước trả đũa, nó có thể gây tác động ngược, khiến nền kinh tế Mỹ phát triển chậm lại. Kịch bản thứ ba, bà Harris thắng, quốc hội Mỹ bị chia rẽ. Christophe Barrow dự đoán nếu bà Harris thắng, nền kinh tế Mỹ sẽ không thay đổi nhiều và sẽ giữ nguyên hiện trạng. Barrow cho biết, ông đưa ra các dự đoán dựa trên dữ liệu kinh tế, các cuộc kiểm tra ngược, backtest, các cuộc thăm dò dư luận và dữ liệu thị trường cá cược.